Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin để cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên trong nước và quốc tế đáng chú ý. Quyết tâm cao độ đảm bảo khởi công các dự án giao thông quan trọng đúng kế hoạch. Đó là tinh thần tại hội nghị trực tuyến do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức kết nối với 17 tỉnh, thành phố về tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông dự kiến khởi công trong năm 2023. Trong đó có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương dự kiến sẽ khởi công 27 dự án, bao gồm 5 dự án quan trọng quốc gia, trong đó có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo kế hoạch, 5 dự án quan trọng quốc gia sẽ được khởi công trong quý 2, trong đó đường vành đai 4 khởi công vào tháng 6. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng khu vực đất công, đất nông nghiệp để đảm bảo bàn giao ít nhất 70% mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 như các nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, triển khai các khu tái định cư để giải phóng mặt bằng những khu vực đất ở, chuẩn bị đường công vụ tiếp cận hiện trường, rà soát mỏ vật liệu xây dựng để chủ động cung cấp ngay cho nhà thầu sau khi khởi công dự án. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản tham gia ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến thiết kế dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Liên quan đến đề xuất điều chỉnh mặt cắt ngang cầu vượt sông từ 17,5m lên 24,5m để phục vụ cả các phương tiện xe máy và thô sơ, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá vấn đề này là cơ bản phù hợp, tiết giảm được chi phí xây dựng do không phải xây dựng thêm đơn nguyên cầu độc lập để kết nối hai đường song hành. Bộ cũng cho biết dự án được thiết kế với 8 nút giao liên thông, trong đó tỉnh Hưng Yên có nút giao với cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, đồng thời thiết kế 8 nút tách nhập tức nhánh lên xuống trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sẽ có nút lên xuống đường di sản văn hóa Hưng Yên, đường tỉnh 385, đầu cầu Mễ Sở. Ngay sau khi có chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý Đường bộ 1 về việc sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng, các tấm đan rãnh bị gãy, vỡ của đường dẫn cầu Hưng Hà đoạn qua địa phận xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng đã tiến hành sửa chữa. Theo đó, từ ngày 9 tháng 3, đơn vị đã cử công nhân sửa chữa, gia cố thành rãnh và các tấm đan bị gãy, vỡ và vá các vị trí mặt đường gom bị hư hỏng. Nguyên nhân của tình trạng xuống cấp này phần lớn xuất phát từ việc có nhiều xe tải nặng từ bãi vật liệu sông Hồng đi qua đường gom qua các tấm đan sang đường chính, khiến hệ thống rãnh chịu lực bị quá tải dẫn đến gãy vỡ. Dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn thành trong khoảng chục ngày tới. Dù đã rất quyết liệt xử lý, nhưng đến nay trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vẫn còn tồn tại hàng trăm vi phạm trên đất nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số đó có cả trường hợp tái vi phạm. Tính đến hết năm 2022, các địa phương trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vẫn còn tồn tại 337 vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp với khoảng 5.000 m2 chưa được giải tỏa. Nhiều nhất là phường Phan Đình Phùng với 128 trường hợp, xã Cẩm Xá 86 trường hợp, xã Dương Quang và phường Nhân Hòa, phường Bạch San còn gần 30 trường hợp vi phạm. Trong số các vi phạm đang tồn tại, có rất nhiều vi phạm có diện tích lớn, lên tới hàng trăm, thậm chí vài trăm mét vuông với quy mô xây dựng nhà xưởng và đều xảy ra trong thời điểm trước năm 2016 như các vi phạm ở phường Phan Đình Phùng, xã Cẩm Xá. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Lâm tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý, phản biện vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại hội nghị có 9 đại biểu đóng góp nhiều ý kiến như luật cần quy định rõ thế nào là điều kiện tốt hơn cho người dân đến nơi ở mới khi nhường đất cho dự án. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát quá trình quản lý thu hồi, sử dụng đất đối với các dự án công nghiệp dịch vụ cần tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất. Bảng giá đất nên quy định thời gian áp dụng 5 năm một lần. Bộ Nội vụ đã trả lời Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép Cục Đăng kiểm được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc Cục cho đến khi tuyển đủ viên chức theo quy định nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu hụt nhân sự hiện nay. Bộ Nội vụ cho biết, theo công văn của Bộ Giao thông Vận tải, có 17 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam được Bộ Giao thông Vận tải xác định là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Do vậy, Bộ Nội vụ nêu rõ, nếu đã được xác định là đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên, theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021, thì việc ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định 60 và các quy định khác có liên quan tại Nghị định 111/2022. Cũng liên quan tới vấn đề đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ban hành nghị quyết chính phủ cho phép sửa đổi nhanh Nghị định số 139 nhằm tháo gỡ khó khăn trong đề xuất không phạt xe quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày trên đường đi kiểm định.
Cùng với đó, đề nghị cho hoạt động trở lại các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động nhưng chưa hết thời hạn tạm đình chỉ nếu đã đáp ứng được các điều kiện của Nghị định 139, đồng thời cho phép các phương tiện có hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Các phương tiện này không được chở người hàng hóa kinh doanh vận tải. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị cho phép Bộ ra soát, sửa đổi bổ sung Nghị định số 139 theo trình tự, thủ tục rút gọn để cập nhật bổ sung các quy định nêu trên phù hợp thực tiễn, tháo gỡ khó khăn lâu dài cho hoạt động kiểm định phương tiện. Năm 2023-2024, thành phố Hà Nội sẽ tăng giá nước sạch, nhưng không đề cập mức tăng dự kiến với từng khối lượng nước, chỉ nêu 10 mét khối đầu tiên ở nội thành. Với nhóm khách hàng có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, mức giá nước tăng khoảng 20%. Theo Sở Tài chính Hà Nội, chi phí cấu thành giá nước sạch đều tăng như tiền lương nhân công, điện năng, nguyên nhiên vật liệu, điều chỉnh giá nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp, khuyến khích khách hàng sử dụng nước tiết kiệm, chống thất thoát, thu hút nguồn vốn đầu tư và hoạt động sản xuất phân phối nước sạch. Hiện giá nước sạch sinh hoạt ở Hà Nội áp dụng theo quyết định số 38 ngày 19 tháng 9 năm 2013. Theo đó, đơn giá 10 mét khối đầu tiên là 5.973 đồng một mét khối và giá cao nhất là 15.929 đồng một mét khối khi dùng trên 30 mét khối. Những ngày này, 300 mét bờ biển Cửa Đại đoạn qua khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bị nước biển ăn sâu 30 mét, kéo sập 4 ngôi nhà. Bờ biển Cửa Đại dài 6,5 km bị nước biển xâm thực nhiều năm qua. Giữa năm 2020 đến nay, chính quyền xây dựng gần 2 km đê ngầm âm nửa mét so với mặt nước biển, chạy song song cách bờ 250 mét. Dọc bờ biển, hàng trăm cây dương liễu bị cuốn phăng, nhiều căn nhà tạm bị sập, hàng chục ao nuôi tôm đành phải bỏ hoang. Lo lắng mất nhà, mất đất, người dân kiến nghị chính quyền sớm làm bờ kè. Di tích Thành Cha là một trong những thành cổ Champa ở Bình Định, được xây dựng và giữ vai trò trung tâm của vùng Visaya trước khi Vương quốc Champa rời kinh đô về vùng này vào cuối thế kỷ 10, đầu thế kỷ 11. Nơi đây từng là trung tâm chính trị, kinh tế của Vương quốc Champa trong lịch sử. Tuy vậy, dấu tích bờ thành xưa bị cây dại che phủ, thậm chí trở thành bãi rác. Theo phản ánh của người dân sống gần khu vực Thành Cha, dù là di tích cấp quốc gia, Thành Cha ít được các cơ quan chức năng quan tâm bảo vệ. Đất trong di tích này hiện cũng được Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Lộc mở đấu giá và cho người dân thuê theo năm để trồng hoa màu. Toàn bộ khu đất bên trong tấm bia đá có trụ rào bằng bê tông cũng bị ngã đổ. Trên các gò đất cao nằm trong khu di tích thì người dân trồng nhiều cây keo cao trên 3 mét. Các vị trí sau khi được khảo cổ, được lấp đất nhấp nhô không cẩn thận, cây dại mọc tùm. Tòa án Indonesia vừa kết án một quan chức bóng đá cấp cao phạm tội tắc trách trong vụ dẫm đạp tại sân vận động ở tỉnh Đông Java vào năm ngoái, khiến hơn 130 người thiệt mạng. Theo đó, tòa tuyên án Abdul Harid, trưởng ban tổ chức sân Kanjuruhan, 18 tháng tù giam và một quan chức khác bị 1 năm tù giam. Thảm họa bóng đá Kanjuruhan làm chết 135 người, hầu hết do dẫm đạp nhau khi thoát thân, khi lực lượng chức năng quyết định khai hỏa bắn hơi cay và súng phóng hỏa vào đám đông bên trong sân bóng đá. Đây được xem là một trong những vụ dẫm đạp đẫm máu nhất trên thế giới. Giới chức y tế Thái Lan cho biết khoảng 200.000 người đã phải nhập viện ở Thái Lan trong tuần này do các vấn đề về sức khỏe liên quan đến ô nhiễm không khí. Thủ đô Bangkok, một thành phố lớn với dân số gần 11 triệu người, đã thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, kể từ đầu tuần này, đám mây ô nhiễm dày đặc vẫn bao phủ thành phố, buộc người dân phải đeo khẩu trang khi di chuyển ra ngoài trời. Đám mây ô nhiễm độc hại bao phủ đường chân trời có liên quan đến khí thải của xe cộ và nhà máy, cũng như khói từ việc đốt cây trồng theo mùa. Trong đợt ô nhiễm trước đó vào cuối tháng 1, chính quyền Bangkok đã khuyến nghị người dân làm việc tại nhà và bảo vệ tối đa đường hô hấp nếu buộc phải ra ngoài đường. Một phụ nữ Nepal mới đây đã trở thành người phụ nữ Nepal đầu tiên và cũng là người phụ nữ châu Á đầu tiên được cấp chứng chỉ hướng dẫn viên leo núi của Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Hướng dẫn viên leo núi. Hiện nay trên thế giới chỉ có khoảng 6.000 người được cấp chứng chỉ hướng dẫn viên leo núi này, trong đó ở Nepal có 50 người đàn ông và duy nhất một người phụ nữ là chị Dawa Yangrum Sherpa, 27 tuổi, người dân tộc Sherpa. Chứng chỉ này được xem như bằng tiến sĩ trong nghề hướng dẫn viên leo núi. Để có được chứng chỉ, hướng dẫn viên phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt trong vài năm. Chị Dawa Yangrum Sherpa bắt đầu chinh phục các đỉnh núi từ năm 17 tuổi. Giờ đây chị tham gia huấn luyện thế hệ nữ hướng dẫn viên leo núi tiếp theo tại Nepal. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.